Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp N1. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào môn đai số 5. Môn đai 5 là môn đai ngữ pháp trong câu. Câu số 26. Asa no manin densha. Đây là một cái tàu điện đúng không nhỉ? Mà đang rất là đông người ở buổi sáng. Shanai no konzatsu o nani nani watashi no me no mae ni suwatte iru gakusei fu no otoko wa heizen to ノートパソコンを広げて作業に没頭していた。Ở đây các bạn thấy phần trước cái chỗ cần điền nó là cái sự hỗn tạp, cái sự đông đúc ở trong trong tàu. Ở đằng sau là gì đây nhỉ? Một một bạn nam đấy, có dáng vẻ giống như là gakusei hư, chữ phong này là phong cách nhá, giống như là một sinh viên ấy, đấy đang ngồi ở trước mắt tôi. Đang ngồi trước mắt tôi, bạn ấy Hezento, bạn ấy bình thản, thản nhiên mở cái máy tính bảng ra để làm việc, vùi đầu vào công việc. Vậy thì rõ ràng là đằng trước là gì đấy? Đằng trước là cái sự hỗn tạp, thế nhưng mà đằng sau vẫn có thể làm việc được, đúng nhỉ? Một cách bình thản. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp nào? Câu số 1. Fukumete. No fukumete có nghĩa là bao gồm, tính gồm cả cái gì đó không hợp lý này. Loại. Số 2 là motoni. Motoni có nghĩa là làm gì đó dựa trên cái gì. Ở đây không hề có cái tính chất là làm dựa trên đúng không? Hoặc là lấy cái gì đó làm nền tảng, làm cơ sở để làm. Nên là chúng ta không chọn 2 được. Số 3 là nozoite. Nozoite được chia thể t từ động từ nozo, có nghĩa là loại trừ cái gì đó. Cũng không phải nhá. Đáp án 3 là sai. Đáp án số 4 là yosoni. Ngữ pháp nani nani o yosoni có nghĩa là mặc kệ cái điều phía trước, không bận tâm đến điều phía trước, coi nó không ảnh hưởng gì đến cái việc của mình cả. Như vậy ở đây hợp lý nhất của chúng ta phải là đáp án số 4 đúng không nhỉ? Đấy, bất chấp mặc kệ cái sự hỗn loạn, hỗn tạp ở trên xe, vẫn cứ làm công việc của mình thôi. Tiếp theo câu số 27. Watashi no chichi wa nani nani mo shinai de manga o hihan suru kara hontou ni iya ni naru. Yomanai, yomi, yomo và yonde. Thì thực ra ở đây là một cái câu có cấu trúc dạng cố định. Cái này các bạn sẽ cần phải nhớ thôi. Đó là gì đây? Bình thường chúng ta hay dùng cái ngữ pháp làm V1 mà không V2 ấy. Đó là gì nhỉ? Đó là chúng ta hay chia là V1 này, thể là naide đúng không? V2. Đấy. Thì có thể là ở sơ cấp thì các bạn sẽ chia là yomanaide cộng với V2 đằng sau. Nhưng mà ở trong đời sống thường ngày, thực tế hoặc là một số cái tình huống khác ấy, thì chúng ta sẽ có cái cách chia khác. Đấy là gì đây nhỉ? Đó là Vmasu nhá. Các bạn sẽ bỏ masu đi. Đấy. Cộng với lại moshinaide. Thì nó sẽ thành là làm đằng sau mà không đằng trước. Như vậy theo cái cách chia ở đây ấy, thì chúng ta thấy chỉ có đáp án số mấy là chính xác nhỉ? Động từ đọc là yomimasu, như vậy chia thành yomi, yomimoshinaide, đáp án ở đây sẽ là đáp án số 2. Câu này có nghĩa là bố tôi ấy, đọc thì chả thèm đọc mà đọc thì không đọc mà lại phê phán cái truyện tranh, cho nên là vì vậy tôi rất là thực sự rất là ghét. Tôi không có thích ông như vậy chút nào. Bạn đúng là nhi bằng. Tiếp theo câu số 28. Câu số 28 các bạn nhìn qua các đáp án thì thấy đây là một câu liên từ. Setsuzoku shi. Ngữ cảnh là Sotsugyo se no interview de, ở trong một buổi phỏng vấn các sinh viên tốt nghiệp này. Kikite là người hỏi, hỏi như sau. Gakusei jidai ni yatta koto de ima no shigoto ni yakudatte iru koto wa nan de shou ka? Tức là trong những cái việc mà anh đã làm ở thời sinh viên ấy, anh chị đã làm thời sinh viên, thì cái việc mà nó đang giúp ích cho công việc hiện tại là việc gì? Xong bạn Tanaka này nói là Rugby bu de no keiken desu ne. Teamwork no taisetsu o tsukan shimashita. À, là cái trải nghiệm, đúng không nhỉ? Là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm ở câu lạc bộ. Rugby là câu lạc bộ gì nhỉ? Là câu lạc bộ bóng bầu dục. Tôi đã rất là tsukan, tôi đã rất là thấm thía, tôi đã cảm nhận một cách rất là sâu sắc cái tầm quan trọng của cái việc teamwork, là làm việc nhóm. Xong là ở đây là có một cái liên từ chúng ta phải điền nhá. So de wa
去年企画チームのリーダーになって初めて気づいたことですが、đó là cái điều mà chỉ sau khi mà trở thành leader, trở thành người đứng đầu, người phụ trách nhóm kế hoạch năm ngoái tôi mới nhận ra. Thì rõ ràng là các bạn thấy này, ở đằng trước là gì đây nhỉ? Đằng trước là người ta bảo là người ta cảm nhận được sâu sắc điều này, nhưng đằng sau lại là gì đây? Người ta lại nói là điều này là tôi mới nhận ra năm ngoái thôi, sau khi làm được điều này. Vậy thì sau khi làm leader như này, vậy thì chúng ta sẽ phải chọn cái liên từ nào cho hợp lý. Số 1 này, yosuru ni có nghĩa là tóm lại. Cái này nó sẽ dùng để gì nhỉ? Để tổng hợp lại toàn bộ nội dung của phần phía trước, không hợp lý. Số 2, aru wa là hoặc là, không phải. Motomo, chúng ta hay dùng cái từ motomo nhiều nhất, giống như từ ichiban có nghĩa là nhất. Thế nhưng mà ngoài cái nghĩa là nhất ra thì nó còn có nghĩa là gì đấy? Tuy nhiên, đúng không nhỉ? Nó diễn tả cái điều phía sau, đính chính lại cái điều gì đấy? Đính chính lại cái thông tin phía trước nhá. Và nó thường mang nghĩa hơi gọi là tương phản một chút, trái ngược một chút, thêm nội dung, nhưng mà nội dung đấy là nội dung khác với những gì người ta tưởng tượng được từ phía trước. Có thể dịch là từ tuy nhiên đấy, nhưng mà đấy. Thì ở đây chúng ta thấy có vẻ hợp lý đúng không nhỉ? Chiteva là về cái chuyện gì đó. Sai này. Như vậy đây đáp án đúng của câu 28 phải là đáp án số 3. Motomo có nghĩa là nhưng mà, điều đấy là điều mà tôi nhận ra chỉ sau khi như này thôi, chứ không phải là tôi biết được từ trước. Câu số 29. Mura no kyodo shi o matomeru ni atari kotoshi 90 sai ni naru moto soncho no Higashiyama san ni o denwa o ukagatta. Cái dịp mà tôi tổng hợp, nghiên cứu, tóm tắt lại lịch sử của cái ngôi làng ấy, thì tôi đã hỏi chuyện ngài ông Higashiyama, nguyên là gì đây nhỉ? Nguyên là trưởng thôn đấy, mà năm nay cũng sắp 90 tuổi rồi. Mura ni hajimete kisha ga hashitta toki no koto o senmei ni oboete sono kiokuryoku ni odoroita. Ông nhớ một cách rất là rõ ràng cái chuyện mà cái kisha, đây là cái tàu hơi nước, cái tàu hơi nước lần đầu tiên nó chạy ở ngôi làng ấy đấy. Thì tôi rất là ngạc nhiên với lại cái khả năng nhớ của ông, cái trí nhớ của ông. Thì phải điền cái gì đằng sau cái oboete này? Oide ni nari sashiage mairi và moshiage. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải dùng tôn kính ngữ với người khác, do vậy chúng ta sẽ loại trừ được đáp án số 3. Mairi đúng không? Là khiêm nhường ngữ nhá. Thứ hai, moshiage cũng là khiêm nhường ngữ này, cũng loại này. Sashiage là vt sashiage masu, có nghĩa là làm gì cho người khác, đúng không nhỉ? Và thường là mình làm gì cho người khác, loại. Thì ở đây chỉ có đáp án đúng là đáp án số 1, là tôn kính ngữ oide ni nari. Bình thường thì động từ nhớ sẽ là oboete iru, là đang nhớ cái chuyện gì đó. Thì ở đây cái oide ni nari này nó chính là dạng tôn kính ngữ của iru. Đấy, động từ imas. Do vậy đáp án đúng sẽ phải là đáp án số 1. Ông luôn luôn nhớ cái chuyện này. Tiếp theo câu số 30. Kyūjin saito no yoku aru shitsumon de, tức là ở cái phần câu hỏi thường gặp trên một trang tuyển dụng. Người hỏi hỏi như sau. Interior ni kansuru chishiki ga nai do. Chishiki ga nai no desu ga hatarakemasu ka? Tức là tôi thì không có cái kiến thức liên quan đến cái interior là nội thất, thì có thể làm việc được không? Người A mới trả lời như này. Kenshū ga aru no de daijoubu desu. Bởi vì là chúng tôi sẽ có đào tạo cho nên là không vấn đề gì. Chishiki wa aru nani nani ga sore yori mo hitogara ya shigoto ni torikumu shise o jūshi shite imasu. Về trước nói là chúng tôi đào tạo cho nên là không có vấn đề gì nhá. Đằng trước cái phần phải điền đây là chishiki wa aru, tức là có kiến thức. Về sau này là chúng tôi gì đây? À, các bạn thấy có cái từ ga là nhưng. Đấy, vậy thì người ta nhấn mạnh cái đằng sau hơn đúng không? Chúng tôi đang chú trọng cái tâm thế, nỗ lực vào công việc. Đấy, cũng như là cái hitogara, cái tính cách, cái cá tính của người đó, của người tuyển dụng. Sore yorimo hơn cái đó, hơn cái sore đây là cái chishiki, đúng nhỉ? Vậy thì phải điền cái gì cho hợp lý? Một này, nisugimasen. Nisugimasen có nghĩa là chỉ là.
Sai đúng không? Dịch vào câu rất là không khớp mạch. Chỉ là có kiến thức nhá, không ai nói như thế hết. Số 2 là gì nhỉ? Cô tổ à, Iname Masen. Có phải không? Chắc chắn là không phải. Có nghĩa là không thể phủ định. Đấy. Nếu đằng trước là không thể phủ định việc có kiến thức, vậy thì tức là cái kiến thức là cái rất rất quan trọng rồi, thì không thể nói rằng là chúng tôi chú trọng cái này hơn cái việc có kiến thức được, đúng không? Tiếng Việt mình thì có thể nói là chúng tôi không phủ định việc là có kiến thức, nhưng mà như nọ như kia. Nhưng mà trong tiếng Nhật thì người ta không nói cái kiểu đó. Nó chưa thể hiện được cái sắc thái gọi là gì nhỉ? Đằng trước là cái làm sao? Đằng trước là cái mà có thì tốt, không có thì cũng không sao nhá. Số 2 mà viết như thế này thì có nghĩa là rất là quan trọng rồi, thì không chọn được. Không hợp lý. Câu số 3 là ni cô shita koto wa arimasen. Cái ngữ pháp này có nghĩa là gì nhỉ? Có thì tốt hơn. Tốt nhất thì nên có, nhưng mà không có thì cũng không sao, không phải là điều bắt buộc. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là đáp án chính xác, đáp án số 3. Có nghĩa là ấy, cái kiến thức ấy, có thì tốt. Tốt hơn là nên có, nhưng mà không có cũng không sao, đấy nó phải có cái sắc thái đấy thì mới hợp lại hợp lý với câu này được. Do vậy đáp án đúng phải là đáp án số 3. Số 4 là Toitemo kagen dewa arimasen. Có nghĩa là gì nhỉ? Dù có gì đấy, dù có nói là có kiến thức cũng không có gì quá lời. Nó hơi bị okashi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ không dùng cái biểu hiện đấy. Cho nên là đáp án đúng ở đây của chúng ta phải là đáp án số mấy? Đáp án số 3 nhé. Tiếp theo câu số 31. Oshirase de, ở trên một cái thông báo, suido kan haretsu niyoru dansu no tame 8月12日 made shimin pool no eigyo kyushi shimasu. Do gì đây nhỉ? Do cái việc đan sư là cắt nước ấy, bởi cái sự haretsu là bởi cái sự hỏng hóc vỡ đường ống nước, cho nên là sẽ gì đây, sẽ nghỉ, sẽ dừng cái việc hoạt động kinh doanh, cái việc hoạt động hồ bơi của thị dân thành phố đến ngày 12 tháng 8. Fukyujo kyo, phải điền này, eigyo saikai ga okureru kanosei ga arimasu no de go ryosho kudasai, shidai de wa và shidai. Thì ở đây chúng ta loại được đáp án số 1 và đáp án số 2, bởi vì sẽ không có ngữ pháp shidai ni cũng như là shidai ni wa nhé, chỉ còn shidai de wa và shidai thôi. Shidai khi ở lửng câu nó mang nghĩa là ngay sau khi, nó đi với vemos. Ví dụ như là Jo kyo ga wakari shidai, đúng nhỉ, rendaku shimasu. Sau khi, ngay sau khi hiểu cái tình trạng thì chúng tôi sẽ thông báo chẳng hạn, chúng tôi sẽ liên lạc. Nhưng mà đây không phải là động từ, vậy thì cũng không đúng. Đáp án ở đây phải là đáp án số 3 nhé. Shidai dewa là ngữ pháp N2 chúng ta được học rồi, có nghĩa là tùy thuộc vào cái tình hình gì nhỉ, tùy thuộc vào cái tình hình hồi phục mà có thể là có khả năng cái việc triển khai lại, mở lại cái việc kinh doanh hồ bơi này sẽ bị muộn, cho nên là mong các vị thấu hiểu cho chúng tôi. Bình thường thì hay dùng là shidai de, nhưng mà thường là shidai de nó mang nghĩa là chung chung là như thế thôi. Đấy. Ví dụ như là N1 ni gokaku dekiru kado ka wa anata no doryoku shidai desu. Có nghĩa là đỗ hay không thì tùy thuộc vào cái nỗ lực của bạn, thì nó sẽ là có cái lựa chọn, rất là nhiều lựa chọn khác nhau. Còn shidai de wa là đưa ra một trường hợp cụ thể. Nó tương tự như niyote với lại niyote mà chúng ta được học ở trong các cấp dưới. Như vậy đây là đúng phải là 3 nhé. Tiếp theo câu số 32. Credit card no bango nado tanin ni komaru jōhō wa denshi meru ni wa kakanai hō ga ii sō da. Shitteitemo shiranakute wa và shiranakute wa shirarete, xin lỗi, câu 4 là shirarete wa. Ở đây các bạn thấy này, ở đây có là tanin ni đúng không? Đấy, là người khác. Vậy thì chắc chắn là khi mà đã có người khác với ni như này, nó phải là gì đây? Nó phải là thể bị động sai khiến hoặc là temora gì gì đó đúng không nhỉ? Chứ không thể là để nguyên là si rự được, là biết được. Như vậy là chúng ta thấy rằng tất cả các đáp án số 1 nhá, số 2 và số 3 ấy, nó đều để từ cái động từ si rự, mặc dù nó có chia thành te
iru là te itemo hay là shiranakute wa, nó vẫn là động từ shiru đấy thôi. Đấy. Thì không thể là tanin ni đi với lại những cái này được. Do vậy ở đây chắc chắn đáp án đúng phải là đáp án số 4. Đấy là cái cách loại trừ rất là nhanh. Và dịch nghĩa nữa cũng sẽ là 4, rất là hợp lý, đúng không nhỉ? Các bạn thấy là phía trước là yoho là thông tin. Đấy. Đằng sau, đằng trước nó là từ komaru, vậy thì toàn bộ cái cụm này sẽ là phần bổ nghĩa cho từ yoho, có nghĩa là những cái thông tin mà nếu như bị người khác biết thì sẽ komaru, sẽ rất là rắc rối, rất là khó khăn, sẽ gọi là không hề mong muốn cái điều đó. Vậy thì đáp án đúng phải là 4 nhá. Ở đây có cái từ tewa là nếu mà đằng trước thì xảy ra điều đằng xấu đằng sau, nếu bị người khác biết thì sẽ komaru. Đấy. Câu này là nghĩa là nghe nói là ấy, những cái thông tin mà nếu bị người khác biết sẽ gặp rắc rối, chẳng hạn như là số gì à, số thẻ chẳng hạn, số thẻ tín dụng chẳng hạn, thì mình không nên viết ở trên thư điện tử. Đáp án đúng sẽ là 4, dịch hợp nghĩa và cấu trúc đi với lại cái tanin. Các bạn lưu ý câu số 33. Shigoto wa kimerareta jikan nai ni ika ni seika o ageru ka ga taisetsu de ari tani jikan o kakete nani to watashi wa omou. Chúng ta cùng xem cái câu này. Công việc ấy thì này, người ta tách làm hai vế. Cuối câu là tôi nghĩ là nhá. Công việc thì tôi nghĩ là điều quan trọng là gì đây? Điều quan trọng là chúng ta nâng cao đấy cái thành quả như thế nào ở trong một khung thời gian đã được cho sẵn. Ở vế sau này, ta ni jikan o kakete tức là dành thời gian, đơn thuần dành thời gian. Vậy các bạn sẽ xem nó hợp với lại cái gì? Một này, gambaru koto da to itemo okashiku nai. Có nghĩa là gì đấy? Dù nói là cũng không có gì đáng cười, đúng không nhỉ? Đấy, dù nói là cũng không có điều gì lạ. Sẽ không hợp nghĩa. Đấy, rõ ràng đằng trước người ta đang nói là cái điều quan trọng nhá là việc hoàn thành, nâng tạo ra thành quả trong một khung thời gian cho sẵn, chứ không phải là tốn rất là nhiều thời gian như này. Do vậy nếu như một ấy thì nó mang sắc thái là dành nhiều thời gian để cố gắng cũng được, cũng không sao, thì nó sẽ bị trái nghĩa. Đáp án sai này. Câu số 2. Gambareba ii toyu mono dewa nai. Các bạn được học ngữ pháp toyu mono dewa nai ở N2 rồi, có nghĩa là không hẳn là. Không hẳn là nó dùng để gì nhỉ? Đưa ra những cái quan niệm mà phổ biến. Những quan niệm chung. Những cái trường hợp mà không chắc luôn luôn như vậy là chính xác. Vậy thì nếu như chọn 2, câu này có nghĩa là chứ không hẳn là gì nhỉ? Dành đơn giản là gì ấy, đơn thuần là dành nhiều thời gian ra để cố gắng là được. Hợp lý đúng không? Đằng trước đang nói là cần phải hoàn thành, cần phải có được thành quả trong một khung thời gian được fix sẵn, được quy định sẵn, chứ không phải là thích tốn bao nhiêu thời gian thì tốn nhá. Như vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 2. Các câu còn lại này, gambaru koto de shikanai có nghĩa là chỉ là cái việc cố gắng. Đấy, chính là cái việc cố gắng, không phải. Và số 4 là gambari yoganai là không không thể cố gắng. Ngữ pháp yoganai có nghĩa là không thể làm được điều gì đó, cũng không hợp nghĩa. Nghi bằng là đáp án chính xác. Câu số 34. Genzai sensui chousa sen wo mochita chousa kenkyu ga shinten chuu de ari izure chikai uchi ni kaite no yori shousai na chisitsu gozo ga akiraka ni. Khá là nhiều từ mới, đọc hơi khó một chút. Hiện tại ấy, thì cái việc nghiên cứu điều tra mà sử dụng gì đây nhỉ? Sử dụng tàu tàu ngầm này. Nó đang phát triển, đang tiến triển. Và cái cấu tạo địa chất chi tiết ở dưới đáy biển ấy thì Izure một ngày nào đó trong tương lai gần nó sẽ sáng tỏ. Ở đây các bạn thấy có cái trợ từ là trợ từ ga. Đấy, được chưa? Cái điều gì đó trở nên sáng tỏ, vậy chắc chắn chúng ta sẽ loại được đáp án số mấy đây? Chúng ta sẽ loại được đáp án số 2, bởi vì dùng sư rự nhá. Sư rự là
tha động từ, hoặc nếu là như dùng dạng đặc biệt sẽ phải là irogasuru hay là nioigasuru. Mà ở đây là chi si kozo, chúng ta không thể chọn được đáp án số 2 hay là số 4 được. Vậy thì còn 1 với 3 thôi. 1 với 3 là gì nhỉ? Naru mono to omoareru và nattaka ni omoeru. Ở đây là một điều gì đây? Một điều trong tương lai. Có từ izure này. Thì không thể nào mà chọn là gì nhỉ? Nattaka là thể ta được. Đấy. Như vậy đây đáp án đúng phải là đáp án số 1 nhá. Naru mono to omoareru. Có nghĩa là nó làm cho tôi, đúng không nhỉ? Nó làm cho chúng ta nghĩ rằng, có thể nghĩ được rằng là cái điều này sẽ là cái điều mà sẽ sáng tỏ trong tương lai. Đáp án đúng sẽ là một. Tiếp theo câu số 35, câu cuối cùng của cái phần ngữ pháp trong câu. Yamashita, Nishimura senpai, watashi kyou de kono sakuru o yameru? Kyū ni doushite? Senpai Nishimura này, tôi ấy, cái câu lạc bộ nhá, Sakuru là câu lạc bộ nhưng mà mang tính chất kiểu như là hoạt động và chơi là chính, chứ còn không hẳn là quá gọi là majime nghiêm túc như là club. Hôm nay thì tôi gì đó cái câu lạc bộ. Xong là bạn này nói là ơ sao lại nghỉ, đúng không nhỉ? Sao lại đột nhiên thế? Vậy thì bạn này là đang xin phép để dừng câu lạc bộ đúng không? Xin phép nghỉ. Chúng ta cùng xem một này. Yamete shimawareta no desho ka, là gì đây nhỉ? À, đây là thể bị động. Đấy. Chắc chắn là không được chính xác rồi. Thể bị động mà dùng cho bản thân mình là nó mang tính chất không, và cũng sai đúng không? Bởi vì là đang xin phép thì không thể dùng thể ta được. Loại nhá. Câu số 2. Yamete shimatta no ka to omotte. Tương tự đúng không nhỉ? Tôi đã từ bỏ này, tôi nghĩ là đã từ bỏ, đang xin phép thì không thể dùng là thể ta được. Câu số 3. Yame sasetara do desho ka? Ngữ pháp tara do desho ka? Chính là ngữ pháp mà khuyên người ta làm gì. Đấy. Vậy câu này là cậu gì nhỉ? Cậu thử cho tôi nghỉ xem thế nào. Sai. Đây không phải là một câu để xin phép. Câu 4 này. Yame sasete morao ka to omotte. Tôi đang nghĩ là ấy, liệu rằng tôi có thể nhận được cái việc cho nghỉ được không? À đây là một câu xin phép rồi. Đáp án đúng là 4 nhá. Hình thức thì dài dòng nhưng mà nó là một cái dạng thức để xin phép người khác thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài môn đai số 6, môn đai các bạn hay gọi là môn đai hái sao. Câu số 36 này. Asebi という白い花を咲かせる樹木を感じて。Đây, nó viết như này, đọc chính là acb đấy. Tokaku no wa acb ni wa nani nani so desu. Yurai suru yudoku seibun ga ari jōtai ni naru koto ni uma ga taberu to yotta yona. Chúng ta cùng xem nhá. Thứ nhất, các bạn để ý này. Cái phần phía trước các bạn đang thấy có cái từ kaku no wa, như vậy có cái từ no. Đấy. Từ no, các bạn thấy về trước cái từ no này nó viết gì? Đấy là người ta viết, đúng không? Người ta viết cái jumoku, người ta viết cái loại cây, người ta viết cái loại cây mà nở ra cái loài hoa trắng ấy, người ta viết bằng kanji là cái chữ mã, chữ túy và chữ mộc, đúng nhỉ? Người ta viết như thế này và đọc là acb, tức là cái cây mà đọc là acb được viết kanji dạng như thế này. Đấy. Đằng sau này, các bạn thấy mấy cái đáp án này là bắt nguồn này, có thành phần có độc, trạng thái rồi thì ăn vào thì ngựa ăn vào thì bị say. Vậy thì chắc chắn đây là sẽ là phần giải thích đúng không? Vậy thì đằng trước cái số đề sự này phải là một cái gì nhỉ? Là một cái dạng giải thích. Thì các bạn sẽ thấy nó phải là mấy? Nó phải là đáp án số 1 là từ yurai suru nhá. Có nghĩa là cái thì từ no này sẽ là cái lý do, cái nguyên nhân của cái việc đấy, là nghe nói là bắt nguồn từ cái việc. À, sẽ hợp lý nhất. Với lại số đề sự ở đây ấy, nó sẽ hợp lý khi đi với lại veru mang nghĩa là nghe nói. Còn nếu là hai ari số đề sự nghĩa là có vẻ như có cái đó. Đấy, có vẻ như có độc thì thực ra cái có độc này nó phải ở đằng đoạn đằng trước, bởi vì đây là acb niwa này. Như vậy đây đáp án của chúng ta, à, không phải là đáp án mà chúng ta mới xếp được cái thằng số 1 nhá.
Cái thằng số 1 là Yurai Suru vào đây. Đấy. Tiếp theo, các bạn có Yurai Suru, nó sẽ đi với gì đây? Nó sẽ đi với cái danh từ cộng với ni ở đằng trước. Như vậy chúng ta sẽ có mấy đứng trước một đây? Chúng ta sẽ phải có 3 đứng trước một. 3 đứng trước một. 3 này là jōtai ni naru koto ni. Tiếp theo. Còn số 2 với lại số 4 đúng không? Thì ở đây các bạn để ý nhá, cái câu cái phần phía trước ấy đang có acb new ạ. Có nghĩa là ở trong cái acb này, vậy thì chúng ta nhớ đến cái dạng cố định là n ni n1 ni n2 ga aru. Vậy thì ở đây chúng ta chắc chắn là sẽ phải xếp gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ phải xếp thằng số 2 là đứng ngay sau cái acb, tức là ở cái dấu sao đấy. Yudoku Seven ga ari. Và như vậy thì còn số mấy đây? Còn số 4 sẽ ở đằng sau số 2 đúng không nhỉ? Và nó cũng rất là hợp lý, bởi vì là cái số 3 mới đang để là jōtai lừng lửng như này thì phải có cái miêu tả cho cái jōtai là cái gì, chứ không thể để lửng vậy được. Như vậy 4 sẽ ở đây. Uma ga taberu to yotta yona. Thứ tự đúng là 2, 4, 3, 1. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2 nhé. Câu này có nghĩa là gì? Nghe nói là cái nguyên nhân mà người ta viết tên của cái loài cây nở hoa trắng dưới dạng kanji là như này ấy. Đấy, mã là con ngựa này, túy là say này, mộc là cây này, là bắt nguồn từ cái việc, đúng không? Bắt nguồn từ cái việc là ở trong cái cây asabi này có một cái gì đây nhỉ? Có một cái thành phần mà chứa độc tố, và khi con ngựa ăn vào thì nó bị ở trạng thái gọi là yota, bị trạng thái say, cho nên người ta mới gọi là cây như vậy. Tiếp theo câu 37. Kazoku no jikan o taisetsu ni suru oto wa tsui arigatai sonzai desu. Nào. Cái chủ ngữ là gì nhỉ? Ông chồng đúng không? Chồng tôi ấy là một người rất là trân trọng cái thời gian dành cho gia đình. Thì là một cái sonzai, là một cái tồn tại, một cái sự tồn tại, một thực thể, hoặc ở đây chúng ta có thể dịch là một người thôi. Là một người mà gì đây nhỉ? Một người mà arigatai, là một người mà tôi cảm thấy rất là biết ơn. Đấy. Các từ còn lại chúng ta phải xếp này. Hontou ni taisetsu na mono wa nani na no ka? Watashi ni shigoto ni muchū ni nari sugiru. Kizukasete kureru. Phân tích nhá. Tsui đúng không các bạn? Là lỡ. Vậy thì lỡ làm sao đó thì đằng sau nó phải là một cái sự việc không tốt đúng không? Đấy. Một cái sự việc mang tính chất hơi tiêu cực một chút thì trong đây ấy, chỉ có số 3 là hợp lý nhất. Đúng nhỉ? Như vậy chúng ta có thể cân nhắc xếp số 3 vào đây. Xếp số 3 vào sau. Shigoto ni muchū ni nari sugiru. Có nghĩa là lỡ trở nên quá là say mê ham công tiếc việc. Ở đây đang để là sugiru. Đấy. Là thể thường veru mà. Thì chúng các bạn sẽ cần phải gì? Các bạn sẽ cần cái gì đằng sau? Các bạn sẽ phải cần một danh từ hoặc là một ngữ pháp đi với thể thường. Ở đây không có ngữ pháp nào đi với thể thường trong đây hết, mà chỉ có danh từ là mấy đây, là số 2. Như vậy các bạn sẽ phải xếp số 2 ở đây. Là watashi. Watashi ni. Như vậy các bạn xếp được là gì nhỉ? Tôi đúng không? Đấy. Tôi là một người mà quá là ham mê công việc. Vậy thì còn số mấy? Vậy thì còn số 3 với số 4 chúng ta sẽ xếp cái nào trước? Đấy. Đây mới là vấn đề, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem nhá.
số 1 này. À xin lỗi, còn số 1 với số 4 chứ. Cái thứ thực sự quan trọng là thứ gì? Và đây là làm cho nhận ra. Vậy thì phải là gì nhờ? Làm cho nhận ra cái thứ gì là quan trọng, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ phải xếp 1 trước 4. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ có là 1 này. Hontou ni daisetsu na mono wa nani na no ka? Không đủ chỗ nhở? Đúng là N1 có khác, câu rất là dài. Chữ N2 đã thấy dài lắm rồi mà N1 còn dài hơn. Đó. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 1 nhá. Vị trí dấu sao ở số 3. Câu này là gì đây? Dịch lại câu này này. Chồng tôi, một người rất là trân trọng cái khoảng thời gian dành cho gia đình ấy, là một người mà tôi rất là biết ơn, là một người mà tôi cảm thấy rất là cảm kích, đúng không? Bởi vì ấy, chồng tôi đã làm cho tôi ai tê cừ này, xa xê tê cừ là làm cho tôi, một người mà lỡ quá chú tâm vào công việc, nhận ra được rằng cái điều quan trọng thực sự, cái thứ quan trọng thực sự là thứ gì. Câu nó rất là hại não rối rắm đúng không nhỉ? Tiếp theo câu số 38. Yes. Zetken Chiji no Hayashi Kazuo shi wa Shukan shi de Datsuze wo okonatta Nanyani kotonari Meiyo wo kizutsukerareta toshite Hakkou moto no issha wo 相手取り、訴訟を起こした。事実とは全く疑いがあるなどと報じられたことに対し。Chúng ta cùng quan sát cái câu này, đây cũng là một câu tương đối khó. Ông gì đây nhỉ? Ông Hayashi Kazuo ấy là cái Chiji, là tỉnh trưởng. Là tỉnh trưởng của cái tỉnh Z. Đấy, ông ấy làm sao đấy? Ông ấy mê Okoshita, ông mê gì nhỉ? Ông mê, tức là ông ấy kiện đấy. Tố tụng đây là kiện này. Ông đã gây ra một cái vụ tố tụng, tức là ông ấy đã kiện cái công ty X, là cái đơn vị phát hành cái tạp chí ở trên, là một cái đơn vị gọi là phát hành tạp chí đó. Với lý do gì? Với lý do là ông ấy bị gì đấy? Bị làm tổn hại đến danh dự. À, phía trước là khác, cô tổ này là khác. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu phải xếp nhá. Thứ nhất, khác sẽ phải là khác với cái gì đó, đúng không? Như vậy các bạn sẽ xếp được số 1 là cái mà sẽ đứng ngay trước cô tổ Nari. Đấy. Các bạn sẽ xếp được số 1 là Jijitsu Toa Mataku. Có nghĩa là khác hoàn toàn với sự thực. Vậy thì còn những cái đằng trước thì sao? Các bạn có này, cô tố ni tai si utagai ga aru nado to, cái gì nhở? Cái utagai ga aru có nghĩa là có cái nghi ngờ, có cái sự nghi ngờ. Hojirareta là gì nhở? Là được truyền tin. Và cô tố ni tai si là đối với cái sự việc gì đấy. Thì chúng ta phải có gì đây? Chúng ta phải có nhá. Thứ nhất này, okonata nó đang để ở thể thường, vậy thì đằng sau nó phải là danh từ hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ngữ pháp. Ở đây không có ngữ pháp, vậy thì phải là danh từ. Số 1 đã cố định được rồi, vậy còn 3, 2 và 4. Số 3 là động từ loại. Vậy thì chỉ còn 2 là utagai. Đấy, hoặc là 4 là koto ni, là danh từ là có thể cho vào đây được, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ các bạn sẽ phải thử. Đấy. Nếu như các bạn xếp số 2 vào đây thì sẽ như thế nào, và các bạn xếp số 4 vào đây thì như thế nào, đúng nhỉ? Tiếp theo nhá.
Các bạn có là Hojirareta là truyền tin. Đấy. Như vậy. Vậy thì truyền tin nó sẽ phải đi đi với đằng trước là cái từ tô, đúng không nhỉ? Vậy thì giả sử như đầu tiên, nếu như là chúng ta cho cái thằng số 4 chẳng hạn ở trước. Số 4 này, chẳng hạn như các bạn để là Koto ni taishi. Xong là vậy thì chắc chắn là theo thứ tự như vậy các bạn sẽ phải cho hai. Là gì đấy? Utagai ga aru nado to. Và số 3 là Hojirareta. Nếu như các bạn xếp như này ấy, thì câu nó đang làm sao đây? Câu nó đang lủng củng, đúng nhỉ? Nó không hợp nghĩa. Vậy thì chúng ta sẽ phải sửa lại thứ tự. Sẽ không phải là cho cô tổ nhĩ tai si đây mà phải cho cái số mấy? Phải cho cái số 2. Lên đây. Như vậy sẽ là Utagai ga aru nado to. Hai ở đây, vậy thì số 3 sẽ phải đằng sau. Và số 4 sẽ ở sau 3. Đấy, nếu như thế này thì câu sẽ hợp nghĩa nhá. Câu này có nghĩa là gì? Cái ông này ấy, ông ấy đã kiện này, ông đã kiện cái công ty phát hành cái thông tin này ấy, đối với cái việc gì đấy? Đối với việc ở trên cái tạp chí này ấy, thì cái công ty này người ta đã đưa ra, người ta đã báo cáo là người ta nghi ngờ ông ấy đã thực hiện cái hành vi trốn thuế. Điều này là cái điều mà hoàn toàn trái với cái sự thực, làm tổn thương danh dự của ông ấy. Đáp án đúng của người ta sẽ phải là đáp án số 4 theo thứ tự xếp này. Các bạn xem xếp một câu của N1 nó cũng khá là vất vả đúng không? Nhưng mà các bạn làm nhiều các bạn sẽ quen dần và các bạn sẽ xếp được. Đây chẳng qua là giải thích chi tiết cho các bạn thôi, cho nên đi thi chỉ có mấy phút để làm thôi. Câu số 39. Kyu Tetsudo ga 10 nen buri ni unchin neage ni fumikita anzen taisaku ya genryu no koto de shishutsu ga fue kei doryoku dake dewa taio shi kirenai to handan. Gì đó này, to yu no koto da và shite. Trông thì khá là đơn giản đúng không? Cái công ty đường sắt quy ấy, nó đã quyết tâm gì nhỉ? Neage là nâng giá vận chuyển sau 10 năm. 10 năm nay thì đây là lần mà người ta tiến hành nâng giá vận chuyển nhá. Đây là gì nhỉ? Đây là cái chi là những cái chi phí tăng lên do cái sự gọi là do cái chính sách an toàn cũng như là cái sự tăng tăng giá ấy, cái sự tăng cao giá của cái dầu thô. Đánh giá này. Nếu chỉ là nỗ lực kinh doanh không thì không thể nào mà xử lý ứng phó kịp. Có nghĩa là người ta đưa ra cái nhận định này đúng không nhỉ? Là nếu như chỉ có nỗ lực kinh doanh không, nỗ lực quản lý không thì không thể nào mà xử lý được cái tình hình, cho nên người ta mới quyết định là phải tăng giá vận chuyển lên nhá. Vậy thì những cái từ này chúng ta sẽ xếp như thế nào? Ở đây các bạn thấy có T này, có no và cô tổ. Vậy thì các bạn hãy nhớ đến cái dạng thức là gì đây? Đó là VT đúng nhỉ, cộng với no cộng với danh từ đằng sau, có nghĩa là danh từ đằng sau sau khi làm cái V đằng trước, cái dạng bổ nghĩa dưới dạng động từ thể T đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xếp được như thế nào đây nhỉ? Handan chúng ta sẽ có số 4 là CT này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai. Cô hai là no. Tiếp theo là danh từ là mấy? Là 3. Kotoda và 4, 1 là toyu. Như vậy các bạn sẽ xếp được số thứ tự là 4, 2, 3, 1 và các bạn khoanh đáp án số 3. Kotoda. Câu này nó nói điều gì? Có nghĩa là nghe nói rằng ấy, toyu là truyền tin nhé. Nghe nói rằng cái điều này là cái điều mà gì đây?
là cái điều mà người ta thực hiện sau khi đánh giá phân tích được là nếu chỉ có nỗ lực không thì không thể nào mà xử lý được. Đấy. Các bạn lưu ý cái dạng thức là T VT cộng no cộng với lại danh từ đằng sau, có nghĩa là cái việc đó, cái điều đó là cái mà sau khi làm gì đấy. Câu số 40. Yononaka niwa samazama na shikaku ga ahurete iru ga shikaku o totta seike wa amaku nai rashii dake hodo de kibou no shoku ni tsukeru. Chúng ta cùng xem. Ở trên cái thế gian này ấy, nó đang tràn ngập, lan tràn rất là nhiều cái loại shikaku, rất là nhiều cái tư cách, bằng cấp khác nhau. Nhưng các bạn thấy là có nhiều loại nha. Đằng sau này là lấy được bằng cấp. Đằng sau là có vẻ như là xã hội ấy, người ta cũng không có dễ dãi. Đấy, cái sự thật nó cũng không ngọt ngào. Cái xã hội nó cũng không dễ dãi. Vậy thì sẽ phải điền cái gì nhỉ? Số 2, đúng không? Là hô đồ, là dễ dãi đến mức. Đấy. Hoặc không thì các bạn thấy này, tột tà thì đằng sau cần phải có cái ngữ pháp. Thực ra đây từ hô đồ có thể đi với tột tàng được. Nhưng mà ghép vào đây thì nó sẽ nghĩa nó sẽ rất là hẹp. Đúng không? Hoặc là có thể đi với danh từ, vậy thì danh từ sẽ là số 4 có thể ghép vào, mà nghĩa cũng không chính xác. Câu này thì chúng ta thuần là chúng ta dịch nghĩa thôi các bạn ạ. Có câu thì phân tích, có câu thì dịch nghĩa nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ cho số 1 này là đà kê vào đây. Số 3 là D, có nghĩa là chỉ với cái việc lấy được bằng cấp ấy thì sao? Thì không thể nào, đúng không nhỉ? À xin lỗi. Chỉ làm điều gì đó. Chúng ta sẽ có tiếp 4 là Kibo no shoku ni tsukeru. Và số 2 là hodo. Nói lại một chút cái chỗ ngữ pháp đà kê mà là vừa giờ nói dở nhá. Thường ấy các bạn sẽ có là vê rự đà kê đệ, đằng sau nó sẽ thường là kano kê thể khả năng, hoặc là đôi khi sẽ là vê tà đà kê đệ, có nghĩa là chỉ cần làm vê là có thể làm được cái điều đằng sau. Đấy. Vậy thì cái câu này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù là ở trên cái thế gian này, ở trên cái xã hội này có rất là nhiều loại bằng cấp, thế nhưng mà ấy cái xã hội người ta cũng không dễ dãi đến mức, đúng không? Phải có cái từ hô đồ phía trước để người ta hình dung ra. Người ta không dễ dãi, người ta không gọi là gì nhỉ? Không tạo điều kiện quá là đơn giản đến mức mà chỉ cần lấy được cái bằng cấp là có thể tìm được một cái công việc theo đúng kỳ vọng của mình. Ví dụ như là ở trong giới tiếng Nhật, đúng không nhỉ? Không phải chỉ có được bằng N1, N2 là có thể có được công việc lương 2.000, 3.000 đô, mà còn phải rất là nhiều cái nỗ lực khác nữa. Đấy, cái ý của câu này là như vậy nhé. Thì các bạn sẽ khoanh được đáp án đúng là đáp án số 2, hô đồ. Tiếp theo chúng ta sang bài số 7. Môn này 7 là ngữ pháp trong đoạn văn. Cái bài này là một cái bài tương đối khó và nhiều bạn có xu hướng là bỏ. Nhưng mà tốt nhất là bạn không nên bỏ, bởi vì là điểm, đúng nhỉ, điểm N1 là 100 điểm mới đỗ. Đấy, đôi khi là cái sự chênh lệch 1-2 điểm đã là tạo ra cái sự khác biệt rất là lớn giữa đỗ với trượt rồi đấy. Chúng ta cùng xem này. Y kawa shosetsu ka ga kaita essay de aru. Đây là một bài tùy bút do một tiểu thuyết gia viết. Thì thông thường với cái bài này ấy, các bạn sẽ không cần phải đọc toàn bộ cái đoạn văn đâu các bạn ạ. Bởi vì nếu mà các bạn đọc toàn bộ đoạn văn này thì rất mất thời gian, đôi khi là khó hiểu nữa, bởi vì là nó dài tương đương với một đoạn văn chung rồi. Đấy. Đối với cái bài này các bạn chỉ cần đọc gì nhỉ? Cái nội dung, tức là các bạn đọc lướt và các bạn xem cái phần mà xung quanh cái chỗ trống đấy thôi. Đấy, thì là có thể chọn được nhá. Ví dụ bây giờ thử làm này. Chúng ta cùng xem. Tên bài đấy là Junin Toiro, có nghĩa là 10 người thì 10 màu, tức là mỗi người một kiểu đấy, không ai giống ai. Các bạn đều cùng xem câu số 41. Này, 41 này. 41 là rất là khác nhau, đúng không? Kochira ni wa ienai koto mo nai. Kochira ni ieru to wa kagira nai. Kochira ni mo ieru to wa omowanakata. Kochira ni wa ienai to omou no ka. Các bạn cùng xem này.
đọc lướt qua một lượt thì các bạn thấy nhá, có cái từ chuyển mạch là tokoro ga, là nhưng, đúng không? Ikimono soa ikanai, cái sinh vật sống ấy thì không như vậy. Achira ni tsuyoshita koto ga có nghĩa là cái thứ mà áp dụng, cái thứ mà thông dụng với cái sự việc này chưa hẳn là đã áp dụng được với sự việc khác, các bạn có thể đoán được vậy đúng không? Bởi vì đằng trước là soa ikanai đấy, vậy thì chúng ta sẽ xem cái ý nào là thể hiện điều đấy. Số 1 này, ienai koto mo nai, không phải là không thể nói, tức là có thể nói. Vậy câu này, câu 1 nếu chọn 1 nó sẽ là cái thứ mà áp dụng cho cái này thì cũng có thể nói là áp dụng cho thứ kia, vậy là sai, bởi vì là trái ngược với lại cái tokoro ga nhá. Loại. Câu 2, kochira ni ieru toa kagiranai. Toa kagiranai có nghĩa là không hẳn là cái áp dụng cho cái này đã có thể áp dụng được cho cái kia. Chính xác là hai luôn. Các bạn thấy không cần thiết phải đọc hết. Số 3 này. Kochira ni mo ienai toa omowanakata. Tôi đã không nghĩ là đấy, tôi đã không nghĩ là cái mà áp dụng cho cái này có thể áp dụng cho cái kia, đúng không? Nếu vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? Trước đây là tôi không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ là tôi đọc cái gì đó tôi hiểu ra rằng là có thể áp dụng được. Sai nhá. Và cái số 4 là gì nhỉ? Bạn có nghĩ là như vậy không? Đây không phải là đặt câu hỏi cho người khác. Như vậy đáp án đúng đây sẽ phải là 2. Thì giải quyết đến đâu thì mình sẽ dịch lại cho các bạn một chút. Nhưng mà thực ra là đi thi thì không có cần phải dịch như vậy đâu các bạn ạ. Các bạn mà dịch thì mất thời gian lắm, không đủ thời gian. Không copy được nhỉ? À đây, được rồi. Sẽ làm nhanh, sau đấy thì dịch qua một chút coi như cho các bạn luyện đọc hiểu luôn. Nó hơi nhỏ. Hơi khó nhìn đấy. Rồi mình cũng xem nhá. Manual というものがこの世には存在する。Ở trên cái thế gian này ấy, nó tồn tại một cái thứ gọi là cái manual, một cái sách hướng dẫn. Kikai o katta bai ni wa kore o yomu. Trường hợp mà chúng ta mua máy móc ấy thì chúng ta sẽ đọc cái này. Đọc cái này chính là đọc cái manual, đọc cái sách hướng dẫn này. Kakarete aru tori ni ugokanai to komaru. Nếu như mà máy móc nó không hoạt động theo đúng như những gì được viết ấy, thì sẽ rất là rắc rối. Video no saisei botan o oshita no ni rokuga ga Rokuga ga hajimatte wa tamaranai. Cho dù chúng ta có ấn cái nút phát, đúng nhỉ? Chúng ta có ấn cái nút phát video ấy thì cái việc thì hình ảnh nó cũng không bắt đầu. Đấy, cái việc thu hình nó cũng không không diễn ra này. Tokoro ga ikimono wa soa ikanai. Thế nhưng mà các sinh vật sống ấy, đấy, các sinh vật thì nó không không phải là như thế, nó sẽ không như thế. Nó sẽ không phải theo cái manual này. Không hẳn là cái thứ mà thông dụng với cái chỗ này là cũng có thể nói là thông dụng với cái chỗ kia, đúng không? Thì Achira này chúng ta có thể hiểu là gì đây nhỉ? Chúng ta có thể hiểu là chính là cái máy móc ở trên. Còn cái Kochira này chính là cái sinh vật này, đúng nhỉ? Những cái thứ mà áp dụng được cho máy móc thì cũng không hẳn là có thể nói là cũng sẽ áp dụng được cho các sinh vật nhé. Thì đúng nhất phải là cái đáp án số 2, nó thể hiện cái điều đó. Tiếp theo là 42 chúng ta sẽ phải điền này. Sate, gì đó, toki ni. Tōzen no koto nagara, neko no kaikata no hon mo yonda. Cái lúc gì đó này, tôi cũng đã đọc cái cuốn sách gọi là Cách nuôi mèo, đúng không? Số 42 các bạn xem này. Soyu, suru, ano và yaro toyu. Thì chúng ta sẽ loại được ngay 2 và số 4, bởi vì sao? Nếu mà ghép với lại suru toki ni hay là yaro toyu, vậy thì phải là làm gì chứ? Phải là NO suru toki ni, đúng nhỉ? Hoặc là NO yaro toyu. Chứ tự nhiên lại suru toki ni hay là yaro toyu toki ni lửng lửng như vậy rất là vô nghĩa. Vậy chỉ còn soyu và ano. Ano được dùng khi hồi tưởng. Đấy. Soyu được dùng khi nhắc lại cái nội dung phía trước, thì ở đây không mang tính chất hồi tưởng. Vậy chúng ta sẽ loại đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1. Soyu ở đây này, người ta nhắc lại đến cái điều phía trước. Điều phía trước người ta đã nhắc đến con mèo rồi, đúng không? Đấy. Hỏi đông hỏi tây về cái cách nuôi mèo nhá, đọc cuốn sách nuôi mèo. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án số đấy nhỉ? Đáp án số 1, số dư chúng ta sẽ điền vào đây và dịch cái câu này nhá. Khi mà nhắc lại nội dung phía trước sẽ dùng so là nhiều nhất. Uchi de neko
Khai hajimeta tozawa nanimo wakaranakata. Cái khoảng thời gian mà bắt đầu nuôi mèo ở nhà ấy thì tôi chả biết gì hết. Tôi chẳng hiểu gì cả. Hay ta đi suru to sore dake de bikuri shite shimatta. Nó nôn cái đúng nhỉ? Là tôi chỉ vậy thôi mà tôi đã rất là giật mình rồi, rất là lo lắng hoảng hốt. Awatete neko kateru hito ni denwa shita. Và tôi hoảng hốt gọi điện cho người đang nuôi mèo, đúng nhỉ? Ichiban ni kaketa tokoro ga rusu da to masumasu doyou suru. Nếu như cái chỗ mà tôi gọi đến đầu tiên ấy mà người ta vắng nhà, người ta không nghe máy thì tôi càng gọi là hoang mang, lo lắng hơn. Kekkyoku kansai no shiriai ni made kakete. Và gì đây? Và tôi đến mức mà tôi gọi đến cho người quen của tôi tận ở vùng Kansai. Và khi mà gì nhỉ? Khi mà tôi nhận được cái những cái câu nói của bạn tôi đấy là Shinpai arimaseyo. Neko wa haku mono desu. Không cần phải lo đâu. Mèo là cái bọn mà nó hay nôn ấy mà, đúng nhỉ? Cái tập tính của con mèo đấy. Thì lúc đấy mà khi khi mà nghe người quen này người ta nói vậy thì tôi mới yên tâm. Konagai data à, ra là tình trạng là như thế. Vậy thì những lúc phải là những lúc như vậy đúng không? Hợp lý nhất sẽ là số yêu nhá. Nhắc lại cái nội dung phía trước. Những lúc như vậy thì là một điều đương nhiên, tôi cũng đã đọc cái cuốn sách gọi là Cách nuôi mèo rồi. Manual dearu đấy được gọi là cái gọi là sách hướng dẫn đấy. Naruhodo to omoeru koto ga kaite aru naka de mo natoku shita no ga 43 phải điền này. À ra thế, nó có viết rất là nhiều cái thứ mà có thể làm tôi cảm thấy tôi nghĩ được rằng là à ra vậy. Vậy thì đây các bạn thấy này, ở trong cái cuốn sách đó ấy, các bạn thấy có gì đây? Viết rất là nhiều điều đúng không? Vậy thì về sau này, trong đó cái mà làm cho tôi gọi là nạt tốt cự, cái làm cho tôi nhận thấy, thấu hiểu, thuyết phục. Vậy thì nó kết nó phải là gì? Các bạn xem này. Tore no koto da, tore no koto de aru ni chigai nai. Tore da kara de aru và tore da to kite iru. Chắc chắn là phải là một đúng không? Đấy, là cái điều như thế. Cuối kết thúc là koto đây này. Nhá. Chuyện viết về cái việc gọi là đi vệ sinh của con mèo ấy, cái toilet ấy. Các đáp án còn lại thì sao? Nichigai này là chắc chắn. Chắc chắn là cái việc này. Trong đấy là nó viết như vậy chứ không phải phán đoán đúng không? Nichigai này là handan. Không dùng. Karadearu dùng để nói về quan hệ nhân quả bởi vì cũng không phải có quan hệ nhân quả ở đây. Tôi đang nghe được cái điều này cũng không phải luôn. Đúng ở đây sẽ phải là một. Nó viết rất là nhiều cái việc mà làm cho tôi nghĩ là à ra là thế, trong đó cái điều mà gì đây, cái điều mà nạt tốt, cái điều mà tôi nhận ra tôi hiểu nhất đấy là cái việc tôi đây, cái việc đi vệ sinh của con mèo nhá. Trong đấy nó viết như này này: Dobutsu ni tote yosoku, à xin lỗi, yodashi shiteru toki wa mottomo mubobi na jōtai desu. Đối với động vật ấy, cái lúc mà nó gì nhỉ? Cái lúc mà nó đi vệ sinh ấy, đấy là cái trạng thái mà nó không phòng bị nhất. Cái trạng thái mà nó gọi là nó gì nhỉ? Nó không có nó không phòng bị, thì ở đây người ta có giải thích ở dưới là gì nhỉ? Mubobi là bất phòng bị đấy, có nghĩa là trạng thái mà nó hoàn toàn nó không có phòng bị trước, lường trước các nguy hiểm xung quanh nó. Đấy. Tiếp nha. Osowaretara dai pinchi. Nếu như mà bị tấn công ấy thì lúc này là sẽ gì đây nhỉ? Sẽ là nguy hiểm nhất, sẽ gọi là có thể là chịu những cái tổn thất, những cái thiệt hại lớn nhất. Sono saichū hito ni chikazukareru koto neko wa totemo kiraimasu. Và trong lúc mà nó như thế, sono saichū tức là trong lúc như thế, tức là trong lúc mà nó đi vệ sinh ấy, thì con mèo nó rất là ghét cái việc mà bị con người đến gần. Kainushi wa hanareru yō ni shi nobinobi toshita kibun de sasete yarimashō. Có nghĩa là gì nhỉ?
Có nghĩa là cái chủ nuôi ấy, đấy, chủ nuôi hãy làm gì đây? Chủ nuôi hãy là cố gắng là tránh xa con mèo những lúc mà nó đi vệ sinh như vậy, và hãy làm cho nó có được một cái cảm giác như thế nào? Một cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, thong thả, không có bị gọi là gì nhỉ? Không có bị khẩn trương. Korewa unazukeru. Tôi thì tôi gật đầu với điều này, tôi đồng tình với điều này. Soko de Yuzu ga uchi no neko no namae wa Yuzu toyu. So suru toki wa enryo shite ita. Bởi vì ấy, cái con Yuzu là tên con mèo nhà tôi đúng không nhỉ? Những cái lúc mà tôi làm như thế thì nó sẽ, bình thường chúng ta có cái từ enryo có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ngại ngần, khách khí, nhưng mà ngoài cái nghĩa đấy ra ấy, nó còn mang nghĩa là gì các bạn? Nó còn mang nghĩa là lảng tránh, tránh xa. Đấy, những khi mà tôi gì nhỉ? Những khi mà tôi đến gần nó chẳng hạn thì nó đã từng tránh xa tôi, nó không có đến gần tôi. Nhá. Vậy thì người ta nói là những khi mà Yotashi đúng nhỉ? À, nãy xin sẽ đọc là Yodashi, Yotashi nhá. Những lúc mà nó đi vệ sinh như vậy thì tốt nhất là người chủ không có nên đến gần. Và con mèo của nhà tôi quả thực là những cái lúc mà tôi đến gần nó thì nó cũng ngại ngần, nó tránh xa tôi. Đấy, số 44. Các bạn xem câu 44 này. À, đây là liên từ một tốt mô đe aru, thô gen đe aru, tokoro ga đe aru, tatoe ba đe aru. Bình thường đây sẽ là mình sẽ chỉ dùng là một tốt mộ hay là thô gen tokoro ga tatoe ba, sẽ không đi với lại đe aru đằng sau, nhưng mà đây là dạng văn chương cho nên người ta sẽ có một vài cái khác biệt đấy. Ở đây người ta sẽ đặt thành một câu riêng rẽ chứ người ta không phải là để liên từ và dấu phẩy đằng sau. Nhưng mà cái cách làm thì vẫn giống hệt thôi, các bạn sẽ xem mối quan hệ giữa vế trước và vế sau nhá. Thì ở đây các bạn đang thấy là gì đây nhỉ? Đây là người ta đồng tình với cái suy nghĩ này. Vậy bây giờ sẽ xem vế sau này. Asa neko toire no suna o kaki mawashi, yoremono o tori hajimeru to gokuro toyo yo ni Yuzu ga yatte kuru. Buổi sáng ấy, tôi đang gì đây? Tôi đang xáo trộn cát, bới cát ở trong cái neko toire là gì nhỉ? Hako no soko ni suna nado shita neko yo no tore. Cái toilet, cái nhà vệ sinh dành cho mèo, người ta trải cát ở dưới cái hộp đó. Bạn nào mà nuôi mèo sẽ hình dung ra cái này rõ nhất. Trên dây thì không nuôi mèo cho nên là gọi là chỉ biết vậy thôi, nghe câu chuyện này từ người bạn thôi. Cái lúc mà tôi gì đây nhỉ, lúc mà tôi gọi là tôi xáo trộn cát đấy, bới cát đấy, tôi bắt đầu dọn những cái thứ, những cái chất bẩn, thì con mèo nó lại gần tôi, giống như là nó muốn nói là à Gokuro, anh rất là vất vả rồi. Vậy thì rõ ràng là nó đang ngược nhau đúng không? Đằng trước là bảo con mèo nó, trước đây nó xa lánh, nó xa những cái lúc liên quan đến đi vệ sinh của nó, mà đây lại là nó đến gần. Vậy thì để thể hiện cái sự gì nhỉ, cái sự đối lập này, chúng ta phải chọn mấy? Chúng ta phải chọn cái số mấy là đối lập? Một tốt mộ là đương nhiên này, hoặc là với nghĩa là tuy nhiên ấy, thì nó sẽ là bổ sung thêm thông tin cho đằng trước, nhưng rõ ràng đây không phải là mang tính chất bổ sung thông tin loại nhá. Tô gen là đương nhiên, tokoro ga là nhưng tuy nhiên, à chính xác phải là ba này. Ta tôi bà đe là ví dụ, cũng không phải. Như vậy đây phải là tokoro ga đe. Chắc là đây là lần đầu tiên các bạn thấy là tokoro ga đe đấy. Bình thường chỉ là có tokoro ga thôi. Khi người ta tách thành câu thì nó sẽ như thế này. Còn nếu mà bình thường sẽ là tokoro ga phẩy đằng sau. Soshite mada toire ni te o irete iru no ni doke doke toyu yo ni naka ni haete kuru. Và ấy, trong lúc mà tôi gì đây, tôi đang dọn cái toilet ấy, dọn cái vệ sinh, dọn cái chỗ vệ sinh cho con mèo ấy, thì nó nhảy vào trong đúng là nó không có hề tránh xa tôi, giống như là nó nói là à dọn đi dọn đi. Đồ kê rự có nghĩa là dọn đi nhá, vận chuyển cái gì đấy đi. Soshite asio fumbari okonau no da kore miyogashi ni. Fumbari đây là đứng tấn, đi với này có nghĩa là đứng tấn con và con mèo ấy, nó làm cái hành vi giống như kiểu là nó đang đứng tấn vậy, nó gọi là nó ghì chặt chân nó xuống và nó làm cái kiểu rất là gì đây, jimange ni mitsu miseskeru yoni
nó làm nó vẻ rất là gọi là kiêu ngạo, cao ngạo đấy, giống như mình là boss, giống như mình là chủ đấy. Đấy. Một bài đọc cũng khá là hay. Ano setoku ryoku no aru manual wa itai zentai nan datta no ka. Vậy thì cái sách hướng dẫn mà có cái sức thuyết phục kia ấy, rốt cục nó là cái gì vậy? Đấy. Tại sao người ta lại đưa ra câu hỏi này? Bởi vì là cái điều mà viết trong sách này nó khác với điều thực tế mà người ta có trải nghiệm ở đây. Naruhodo, ikiteru mono ni wa kousei ga aru to aratamete. Các bạn cùng xem nhá. 1 2 3 4 này. Ninshiki saserareta koto ga aru. Ninshiki saserareta okage da. Ninshiki saserareru hanashi ga atta. Ninshiki saserareru dekigoto datta. Rõ ràng là cái câu chuyện này đúng không? Là một câu chuyện. Đấy. À xin lỗi, là một sự kiện, một sự việc. Chứ không phải là câu chuyện mình nghe từ ai đó. Như vậy là không thể là Hanashigata được. Cũng không phải là gì? Trải nghiệm Takotogaru này. Đấy. Cũng không phải là nhờ cảm ơn người đó. Mà đây là một cái sự việc nhá. Do vậy đáp án đúng đây phải là đáp án số 4. Cái sự việc con mèo đó ấy, cái sự việc con mèo nó không hề xa lánh tôi, giống như là trong sách nó viết ấy, là một cái sự việc giúp tôi nhận thức được rằng ở gì đây, ở các cái loài gì nhỉ, ở các loài sinh vật sống nó có cái gọi là cái cô xê, có cái cá tính riêng của nó, chứ nó không phải là giống hệt như những gì mà trong sách hướng dẫn viết. Đó là cái nội dung của cái bài này. Thực ra thì vẫn là rất là khó hiểu đối với nhiều bạn, nhưng mà đối với cái bài này các bạn đừng có cố gắng hiểu hết làm gì. Có rất là nhiều bạn bị, kể cả đọc hiểu, các bạn ấy bị gì nhỉ? Các bạn bị gọi là hoang mang bởi vì đọc mãi mà không hiểu. Mình thấy điều này rất là bình thường, bởi vì là những cái bài văn như thế này thì thường là trình độ tầm khoảng tương đương, mình từng hỏi người Nhật, người ta nói là trình độ tương đương với lớp 8, lớp 9 ở bên Nhật. Các bạn xem là 8, 9 năm học sinh học mới học những cái bài tầm như này, thì chúng ta mới chỉ có vài năm thôi thì chúng ta chưa thể hiểu được là cái điều đương nhiên. Giống như là cái việc mà một bé học sinh lớp 1, lớp 2 có thể đọc được toàn bộ chữ tiếng Việt rồi, nhưng mà bây giờ đưa cho những cái bài văn hoặc là những cái gì nhỉ, những cái bài văn khoảng lớp 10, lớp 11 ấy, thì đọc cũng không thể nào mà hiểu được. Chúng ta còn phải trải nghiệm, còn làm rất nhiều thứ nữa nhá. Thì đối với bài đọc hiểu cũng như là bài này, không phải là các bạn cần phải hiểu hết toàn bộ những cái người ta viết. Nếu như hiểu được thì tốt quá, nhưng mà trong khung thời gian có hạn thì chúng ta chỉ làm được cái có hạn thôi. Các bạn không nên áp lực quá làm gì. Học một cách từ từ, tích lũy cái kiến thức dần dần, chứ không nên gọi là quá là thất vọng vào bản thân là mình học mãi mà không tiến bộ, đọc mãi mà không hiểu. Các bạn cứ cố gắng là dần dần các bạn sẽ tiến bộ thôi. Thì hôm nay bài của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Bài chữ N1 cho nên là khá là dài. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới nha.